Xin chào tất cả các em, chúng ta lại gặp nhau trong video học vẽ và tên các loại trái cây. Bây giờ các em hãy đọc theo chị nào. Quả thanh long. Dragon fruit. Dragon fruit. Quả chanh. Lemon. Lemon. Quả bơ. Avocado. Avocado. Quả ổi. Guava. Guava. Quả dưa hấu. Watermelon. Watermelon. Quả chanh dây. Passion fruit. Passion fruit. Bây giờ chúng ta cùng đọc lại nào. Quả thanh long. Dragon fruit. Quả chanh. Lemon. Quả bơ. Avocado. Quả ổi. Guava. Quả dưa hấu. Watermelon. Quả chanh dây. Passion fruit. Chúng ta cùng đọc lại một lần nữa nhé. Quả thanh long. Dragon fruit. Dragon fruit. Quả chanh. Lemon. Lemon. Quả bơ. Avocado. Avocado. Quả ổi. Guava. Guava. Quả dưa hấu. Watermelon. Watermelon. Quả chanh dây. Passion fruit. Passion fruit. Bây giờ chúng ta cùng đọc lại nào. Quả thanh long. Dragon fruit. Quả chanh. Lemon. Quả bơ. Avocado. Quả ổi. Guava. Quả dưa hấu. Watermelon. Quả chanh dây. Passion fruit. Bây giờ chúng mình cùng vẽ lại những loại quả đã học nhé. Lấy giấy bút ra cùng vẽ với chị nha các em. Đầu tiên chúng mình sẽ vẽ các nét chính của quả. Thank you.
quả này là quả gì không? Cẩn thận đừng để lem màu nha các em. Tô cẩn thận đừng để lem màu nha các em. Thank you.
đã hoàn thành bức tranh những loại trái cây đã học rồi đó các em. Chào tạm biệt các em, hẹn gặp lại các em ở những video sau nha.